Xin kính chào quý khán giả của Người Việt TV và mời quý vị cùng theo dõi phần tin tổng hợp. Hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 1 tháng 8 năm 2020 và sau đây là một số tin đáng chú ý. Bốn tiệm Costco ở Bắc California báo cáo 31 nhân viên dương tính với Covid-19. Malaysia phạt tiền người không đeo khẩu trang nơi công cộng. Hoa Kỳ nghi ngờ vaccine Covid-19 của Nga và Trung Quốc vì lo ngại về an toàn. Hai người ngoại quốc nhiễm Covid-19 nghi lây nhiễm cho nhân viên ở Việt Nam và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết. Mở đầu phần tin ngày hôm nay là phần tin đến từ miền Bắc California. Cơ quan y tế cộng đồng ở Santa Clara County trong vùng Bắc Cali hiện đang điều tra một chuỗi các trường hợp nhiễm COVID-19 tại 4 tiệm Costco trong khu vực này. Theo bản tin của tờ San Francisco vào hôm thứ Sáu ngày 31 tháng 7, nói rằng tiệm Costco ở thành phố Gilroy báo cáo có 6 trường hợp bệnh trong thời gian từ ngày 24 tháng 7 tới 30 tháng 7 một tiệm ở Mountain View báo cáo có 4 trường hợp bệnh từ ngày 15 tháng 7 tới 29 tháng 7. Tiệm ở San Jose trên đường Centero báo cáo 8 ca nhiễm trong thời gian từ ngày 17 tháng 7 cho tới 22 tháng 7. Riêng tiệm ở Sunnyvale báo cáo có 13 trường hợp trong thời gian từ 23 tháng 7 tới 26 tháng 7. Cả 4 tiệm này hiện vẫn tiếp tục mở cửa cơ quan y tế Santa Laura nói rằng họ đang cùng với Costco tìm cách kiềm chế xem những ai từng tiếp xúc với nhân viên này và cũng để bảo vệ các biện pháp tẩy trùng và thử nghiệm được thi hành. Giới hữu trách cũng cho rằng không có tiệm Costco nào khác trong quận hạt này báo cáo có các vụ lây nhiễm. Công ty Costco qua trang mạng của mình nói rằng họ đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở các tiệm và tuân thủ các hướng dẫn của cơ quan y tế cộng đồng. Costco đòi hỏi tất cả các nhân viên cũng như là khách hàng phải đeo khẩu trang khi vào tiệm. Quay sang phần tin đến từ Á Châu, thì Malaysia là nước bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 1 tháng 8 và những người không tuân thủ có thể bị phạt hơn 200 Mỹ Kim. Giới chức của Malaysia vào hôm nay ban hành quy định đeo khẩu trang nơi công cộng để ngăn chặn Covid-19 lây lan. Theo đạo luật phòng ngừa và kiểm soát bệnh truyền nhiễm của Malaysia, thì những người không tuân thủ quy định mới có thể bị phạt tiền tới 1.000 MR, tức là khoảng 236 Mỹ Kim. Tổng giám đốc cơ quan y tế của Malaysia tuyên bố đeo khẩu trang nơi công cộng là việc bắt buộc, đồng thời cho hay là mục tiêu dài hạn là khiến cho người dân đeo khẩu trang mỗi khi ra khỏi nhà. Chủ tịch Hiệp hội Liên minh Y học Malaysia, bác sĩ Kumar Haraja cho rằng đeo khẩu trang giúp duy trì tỷ lệ lây nhiễm dưới 1%, có nghĩa là có thể giảm thiểu khả năng người nhiễm bệnh lây cho người khác khi Covid-19 bùng phát ở Malaysia hồi tháng 3. Khẩu trang chỉ bắt buộc đối với những nhân viên y tế và những người có triệu chứng của COVID-19. Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến cáo mọi người nên đeo khẩu trang ở nơi công cộng, nơi có khả năng lây nhiễm cộng đồng và khi không thể áp dụng các biện pháp giãn cách. WHO cho biết, những người khỏe mạnh đeo khẩu trang có thể giảm nguy cơ lây nhiễm từ những người mang virus chưa xuất hiện triệu chứng. Quay sang một tin đến từ Hoa Kỳ, thì chuyên gia dịch tễ Anthony Fauci nói Hoa Kỳ sẽ không sử dụng các vaccine COVID-19 mà Nga và Trung Quốc đang phát triển vì lo ngại về an toàn. Nhiều công ty của Trung Quốc đang tiên phong trong cuộc đua phát triển vaccine phòng chống COVID-19 và Nga cũng đã đề ra mục tiêu đưa ra những vaccine riêng vào sử dụng vào tháng 9 tới đây. Tuy nhiên, ông Fauci cũng bày tỏ lo ngại về hệ thống quản lý ở các nước này không minh bạch như ở phương Tây. Như một phần trong chiến dịch Rapspeed, chính phủ Hoa Kỳ sẽ chi tới 2,1 tỷ Mỹ Kim cho các tập đoàn được Sanofi và GSK để phát triển vaccine COVID-19. Tháng trước, truyền thông của Trung Quốc cũng tuyên bố một vaccine COVID-19 do công ty CanSino Biologics phát triển đang được sử dụng để miễn dịch trong quân đội Trung Quốc. Đây là loại vaccine COVID-19 đầu tiên được chấp thuận sử dụng dù chỉ với một lượng người hạn chế tuy nhiên nhiều nhà khoa học nêu lo ngại về đạo đức vì vaccine này chưa bắt đầu những bước thử nghiệm cuối cùng hai công ty trung quốc khác là sinovac và sinopharm đã tiến hành các cuộc thử nghiệm cuối cùng lần lượt ở brazil và các tiểu vương quốc ả rập trung quốc đã hầu như khống chế được đại dịch và do đó chuyển cho các nước khác thử nghiệm vaccine của mình các cuộc thử nghiệm tại brazil và các nước ả rập sẽ được theo dõi sát sao do trung quốc từng có nhiều bê bối về y tế năm 2018, hơn 200.000 trẻ em nước này bị tiêm một loại vaccine chưa hoàn chỉnh về phòng bệnh bạch hầu, uống ván và ho gà, dẫn tới một số trường hợp bị tê liệt. Trong đó, Nga, quốc gia từng dẫn đầu toàn cầu về vaccine trong thời kỳ Xô Viết, đang nỗ lực đưa hai loại vaccine ra thị trường vào tháng 9 và tháng 10 tại đây. Cái thứ về loại đầu tiên do Viện Gamaleya và Bộ Quốc phòng Nga phát triển, loại thứ hai là phòng thí nghiệm quốc gia Vector phát triển. Nga không công bố dữ liệu khoa học chứng minh tính an toàn hay hiệu quả của các vaccine này. Ba vaccine chống COVID-19 khác đang được phương Tây thử nghiệm ở giai đoạn cuối cùng ở Hoa Kỳ, Anh Quốc và Đức. cả Trung Quốc và Nga đều bị cáo buộc nỗ lực đánh cắp nghiên cứu vaccine của phương Tây, nhưng hai nước này đã bác bỏ. Quay sang phần tin đến từ Việt Nam thì tối ngày 1 tháng 8, thì Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương cho hay một ông viết tắt là MHN, 75 tuổi, người Nhật, giám đốc của công ty Hokkaido ở xã Đa Nhiêm bị phát hiện dương tính với Covid-19 khi từ phi trường Tân Sơn Nhất xuống phi trường Narita, Nhật Bản sáng ngày 1 tháng 8 và được đưa đi cách ly ngay khi nhập cảnh. Theo báo VN Express, ngay sau khi bị cách ly, thì ông En đã nhắn tin cho nhân viên ở Việt Nam để thông báo đến giới hữu trách của Việt Nam ngày 6 tháng 8, ông En sẽ được xét nghiệm COVID-19 lần thứ hai. Sau đó, Sở Y tế Lâm Đồng đã cách ly tại chỗ những người có tiếp xúc với ông En trong lúc làm việc và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Báo từ trẻ dẫn phúc trình nhanh của Sở Y tế cho hay, ngày 31 tháng 7, ông En bay từ phi trường Liên Khương đi Sài Gòn trên chuyến bay VN7385. Tối cùng ngày, ông lên máy bay ở Tân Sơn Nhất về phi trường Narita, Nhật Bản. Trên chuyến bay là TL-750, cất cánh lúc 11 giờ 25 phút tối. Khi tới Tokyo, ông được lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp test high standard và phát hiện dương tính với Covid-19. Hiện công ty Hokkaido đã được phong tỏa và trong số 23 nhân viên của công ty bị cách ly và có 10 người là dân địa phương. Ban ngày, họ làm việc tại công ty nhưng ngoài giờ thì về nhà sinh hoạt, tiếp xúc với cộng đồng. Các nhân viên này được xác định là F1 và người nhà là F2 thuộc nhóm cần xét nghiệm phát hiện COVID-19. Liên quan đến ông người Nhật này thì còn có hai sinh viên khoa nông lâm của trường Đại học Đà Lạt đang làm việc tại công ty. Sáng ngày 1 tháng 8, hai sinh viên này được trao bằng tốt nghiệp đại học tại trường. Tham dự lễ tốt nghiệp có khoảng 50 người gồm cán bộ giảng viên và sinh viên của khoa nông lâm. Ông Men làm việc ở Đa Nhiêm 2 năm qua. Trong thời gian làm việc ở Lâm Đồng, ông có di chuyển đến nhiều tỉnh thành khác nhau. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục ra soát tiếp xúc của ông En để có biện pháp xử lý. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tin tổng hợp với Jimmy. Hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp.